nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 15 km. Du khách chỉ mất khoảng 20 phút đi xe là đến được với khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Yoko Onsen Quang Hanh. Khu nghỉ dưỡng như một ngôi làng truyền thống Nhật Bản, nằm giữa thiên nhiên, núi non hùng vĩ, cùng hệ thống dịch vụ phát huy tối đa giá trị nguồn nước khoáng tự nhiên quý hiếm của thành phố Cẩm Phả. Tại đây, du khách được trải nghiệm đa dạng dịch vụ như tắm khoáng nóng truyền thống với các loại bể tắm đặc trưng chuẩn Nhật Bản như bể chung, bể nano carbonat, bể đào viên, được trang bị hệ thống lọc tuần hoàn liên tục, đảm bảo chất lượng nước và tác dụng chăm sóc sức khỏe. Khu nghỉ dưỡng theo mô hình nhà Nhật Bản truyền thống với không gian riêng tư dành cho các gia đình, nhóm nhỏ. Cùng nhiều dịch vụ xông hơi nóng lạnh, xông hơi đá muối Himalaya, trị liệu chăm sóc sức khỏe và ẩm thực mang đậm phong cách Nhật Bản. Lần thứ hai tôi đến đây vì tôi thấy qua trải nghiệm ở đây và đến đây được nghỉ dưỡng, thấy sức khỏe nó được nâng lên, giấc ngủ nó cũng được sâu hơn, thoải mái và thư giãn. Dịch vụ ở đây tốt và khá đa dạng, nói chung là có nhiều hạng mục để mọi người trải nghiệm, phù hợp cho mọi người đủ sở thích. Đồng hành với chính sách kích cầu của tỉnh, Yoko Onsen Quang Hanh đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho du khách và xây dựng các gói nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kết nối với các điểm đến khác. Thời điểm này, du khách khi mua hai gói dịch vụ được tặng thêm một gói dịch vụ tương đương hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt du khách là người Quảng Ninh được lựa chọn các chương trình ưu đãi theo từng thời điểm hoặc giảm giá cố định 20%. Thông tin chi tiết các chương trình ưu đãi được cập nhật liên tục trên website yokoonsen.com.vn, trang fanpage của Yoko Onsen Quang Hanh hoặc hotline 0333 668 777. Hướng tới sự thư giãn và riêng tư, Yoko Onsen Quang Hanh không đón khách ồ ạt. Mỗi ngày chỉ phục vụ 200 đến 300 khách nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho du khách. Chúng tôi đánh giá rất cao hiệu quả chính sách kích cầu của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Nhờ có các hỗ trợ tích cực của tỉnh, chúng tôi có cơ hội được quảng bá về hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe vô cùng đặc biệt tại Yoko Onsen Quang Hanh. Hiện tại chúng tôi đã cho triển khai thêm nhiều hạng mục tại Onsen, nâng cao trải nghiệm của khách hàng không chỉ về tắm khoáng mà còn các trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa con người Nhật Bản. Trong tương lai không xa, nhiều dự án vệ tinh sẽ được thực hiện để tạo nên một tổ hợp nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi đến với Onsen Quang Hanh. Không chỉ nổi tiếng với chất lượng dịch vụ ấn tượng đẳng cấp, Yoko Onsen Quang Hanh luôn duy trì môi trường đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân và du khách, góp phần tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh.